Okay, hello everyone, welcome to my channel again, 1995. Today I'm reaction ROSALIA who's 33. Okay, we start now. Opera. Wow, with many color red. Người phụ nữ mặc áo đỏ. Bốn gian giao hợp rất là nhiều người ở phía sau. The behind girl have one group. Wow. Tại đâu chúng ta thấy đây là một bài nhạc buồn. Cô ấy và mình cảm đứng rất là nghiêm nghị. Nhắm mắt và hát Rosa. Oh. Đây có thể đổi lực của ấy không? She has a strong voice inside. We can feel when she sing. Oh, we can hear. Very nice. Rosa 2019. Wow. Wow. Bùng chạy. Chạy lên. Có người đánh nhạc. Wow, giai điệu nhá dễ quá mọi người. Kiểu như đây là một bài nhạc buồn. This is very sad song. Wow. Everybody wear red color t-shirt. Since he have a lifted red, less red with the red color. Look like blood. See fight. We can see. Wow, very nice. Starting cao. Wow, very nice. Now she's smart. Có lẽ một cái tút cờ hồng chăng? Pretty đẹp mê thô. Chúng ta thấy mắt của ấy đúng. Your eyes. Your face. And her play. Wow. Everything. Good. Vô cho một tay của ấy. Say thank you. Wow. Đây có thể mình không hiểu về nội dung của bài hát này, nhưng mà theo mình nghĩ đây là một bài hát buồn nói về tâm trạng của một cô gái trong một vùng dậy đấu tranh. Cô ấy có một nội lực. She have a strong insight, strong voice and strong thinking. That's why she can sing. And when she sing, she sleep. See feeling. I really like this song. Okay,
bye bye. If you like channel, please subscribe, also like for this video, and watch again. Okay, bye bye. Thank you everybody.